thì tôi đang có mặt tại công viên Hòa Bình. Cũng như rất nhiều người dân khác thì tôi đang rất háo hức để được đón chờ một hiện tượng thiên văn vô cùng là kỳ thú. Mà nếu bỏ lỡ thì phải 11 năm nữa thì chúng ta mới có cơ hội để quan sát hiện tượng này. Đây là lần đầu tiên em xem ạ. Em thấy rất là đặc biệt ạ. Rất đáng để thay vì ngủ trưa thì đến đây xem ạ. Mình đến từ 1 giờ chiều. Bạn nhà mình rất thích về thiên văn học. Khoảng 20 năm trước thì mình cũng chỉ có được xem nó. Nhưng mà mình là không có điều kiện như bây giờ thì có máy móc hơn. Trước đây thì có những lần nhật thực đi qua Việt Nam nhưng mà mây mù che. Nên lần này mới được xem một cách trọn vẹn như thế này. Với sự kiện đặc biệt này, nhiếp ảnh gia Trần Hạ đã mang đến một bộ thiết bị chuyên dụng có giá trị lên đến 200 triệu đồng. Anh mong muốn lan tỏa niềm đam mê thiên văn tới tất cả mọi người. Bộ này mình đã xây dựng từ cách đây khoảng 2 năm rồi, chuyên dùng để chụp bầu trời đêm. Nhưng mà hôm nay thì có hiện tượng ấy, thì mình hiện tượng nhật thực thì mình có trang bị thêm những cái thiết bị chuyên dụng để tranh thủ chụp luôn mặt trời. Thì bộ phận chính của nó vẫn là một cái kính thiên văn và một chiếc camera để thu hình. Và ngoài ra thì để tránh cái bức xạ của mặt trời ấy, thì mình có trang bị thêm một cái bộ gọi là bộ lọc mặt trời. Mặt trăng sẽ di chuyển qua phía bề mặt của mặt trời hàng tháng. Thế nhưng mà để mà nó che phủ chính xác vào cái diện tích hiển thị của mặt trời này thì xác suất trong vòng một năm chỉ xảy ra 1-2 lần, nhưng mà không phải ở Việt Nam mà là các nơi khác trên thế giới. Việt Nam của chúng ta may mắn thì vài năm mới xảy ra hiện tượng một lần như thế này. Toàn bộ quá trình nhật thực một phần kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây được coi là hiện tượng nhật thực lớn nhất trong vòng 50 năm tới.